đối với cái thời hiện đại như bây giờ mà smartphone và chiếc điện thoại chúng ta không thể nào rời xa chúng ta được á, mà nhiều khi nó thiệt anh chị, nó dính với mình á hả 24/24 luôn. Nhưng mà nói với em á, tụi mình thì được, nhưng những đứa con nít á ở nhà hay là trẻ con cháu hay con mình á thì là không. Nên là mới có những cái màn hình mà sản xuất ra như thế này để cho con cháu chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với những cái hoạt động giải trí như là xem phim nè, nghe nhạc ha, và cũng có thể gọi là có thể là hát karaoke luôn, nhưng mà không cần đụng với tới là điện thoại đó. Và những cái điều mà chúng ta nhìn thấy trước mắt đây là một cái màn hình đài FM. Ngoài tính năng mà là nó có thể nghe được đài FM thì anh chị sẽ có cho mình là một chiếc thẻ nhớ hoặc là USB, tùy anh chị ở nhà có thiết bị gì thì chúng ta sẽ download phim về nè, tải phim về không, tải nhạc thiếu nhi về, tải karaoke về, đó tùy cái nào mình thích cái gì thì mình tải cái đó. Cái này nó cũng sẽ tránh trường hợp là khi mà đang xem á, những bé nó sẽ bấm vào những cái gì mà nó không có được hay và không đúng lứa tuổi á, không sẽ là cản được cái tình trạng đó, cũng rất là hay hết anh chị. Và cho đây là mình sẽ dùng là tất cả đều là phím cơ ha, nó không phải là cảm ứng anh chị. Đây nó ở đây thì em đang có cho mình là một chiếc thẻ nhớ như thế này, em đã đào sẵn là phim với lại là kể cả là nhạc rồi, em sẽ cho anh chị xem thử ha. Đây mình sẽ cắm vô cái khe thẻ nhớ ở đây nha anh chị, đó ok, để vô sát vô rồi đè xuống. Đây anh chị thấy phía trước không, nó có để cho mình là cái chữ cạc ao, đây là khi mà anh chị lấy thẻ ra đó, còn khi mình ấn vô nè nó sẽ hiện lên chữ là cạc in đó, ok chưa. Rồi đây có một cái đồ dựng phía sau là tiện lợi ghê không đó, lúc này là mình vô mình xem phim thoải mái rồi đó, ok chưa. Đây tay du ký, anh chị thấy phê quen không đó, tay du ký. Đây qua bài khác đó, qua cái khác không thích cái đó qua cái khác cô ai à, đó phim vui với lại buồn, muốn nghe nào trước? Đấy phim này là dành cho những là người lớn chúng ta xem nè, không nít xem vui cũng được đó, dặn to nhỏ cũng được nè đó, qua cái khác nè, đây đó, đây nó cái này cái cuối phim mà mình sẽ qua cái khác anh chị. Đây nghe nhạc đó, không nghe nhạc thiếu nhi mà chúng ta có thể là nghe nhạc và dạng à, không chúng ta là ba mẹ cũng có thể nghe nữa nè, qua bài khác nữa nè đó. Đây đây thì đón tiếp theo tôi coi video này là video gì thử nha, tao đón theo em coi đó, mày thử nè. Nhìn thì cũng đã biết là gì phải không anh chị, Tâm and Sao Huy đó, là Tom and Jerry đó. Đấy sao chị thấy không, một cái màn hình mà quá tiện luôn, không cần kết nối wifi, chỉ cần là sạc pin là bật ra là sử dụng thôi, có thể coi được mọi lúc mọi nơi. Cái này mà anh chị mà có đi du lịch đó không, mang cho bé nhà chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta tải những bài hát karaoke sẵn hoặc là nhạc sẵn đó, bấm vô là nghe thôi. Không chỉ là video và nhạc mà anh chị có thể tải hình về đây để có thể xem được trực tiếp trên đây luôn nè, và kể cả là đọc sách đọc truyện cũng có thể được xem trên đây luôn đó, rất là tiện lợi như thế này. Một chiếc màn hình ha anh chị, ngoài sau là có cái đồ dựng cho chúng ta. Đấy, nên là chúng ta hãy nên giúp trẻ con và kể cả là chúng ta nữa tránh xa những chiếc điện thoại smartphone thệ hại như thế này á, thì chúng ta hãy sử dụng cho em những cái màn hình như thế này để xa mắt bé, là không bị cận thị là cái thứ nhất nè, không các bé sẽ được tiếp xúc với lại những nội dung nè tốt đẹp này, không đó nó sẽ nạp được những cái thông minh hơn, chứ đừng có mà vô mà xài nhá những cái điện thoại á, bây giờ có những video nó không phù hợp với lại lứa tuổi trẻ con đó. Nên là anh chị cần một chiếc màn hình đó ok, hiện đại dễ thương như thế này đó, con em nhà chúng ta tham khảo cho em mẫu này liền nha.